Hôm nay thì dưới máy test nguyên liệu là thân cây tre, nghiền qua máy nghiền buồm thẳng Takeo TK10 để cho trang trại rúi ở tỉnh Vĩnh Long. Bây giờ chúng tôi sẽ test kiểm tra máy trước khi gửi về cho khách hàng. Thân tre thì các bạn có thể chặt chẻ nhỏ ra để nghiền được năng suất cao hơn, hoặc chúng ta có thể để dài khoảng chừng 50cm và chặt chẻ bằng 2-3 đầu ngón tay thì chúng ta sẽ nghiền, nhưng mà với tốc độ như thế thì sẽ chậm hơn. Bây giờ chúng tôi đang test là những cái khúc tre nhỏ, một chút xíu thì chúng tôi sẽ test cả cái khúc cây tre dài để cho bà con cùng xem. Với nguyên liệu là thân tre nghiền qua máy nghiền buồm thẳng Takeo TK10 thì năng suất 1 giờ của máy sẽ đạt được khoảng 30-50kg tre. Mời bà con cùng xem nguyên liệu của máy ra như thế nào ha. Vâng, nguyên liệu ra rất là nhỏ, giống như dăm bông thịt heo á các bạn. Món ăn khoái khẩu dành cho rúi. Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ test bằng thân cây tre với một đoạn dài để đút vào nghiền trực tiếp để cho bà con cùng xem. Khi bà con sử dụng máy nghiền Takeo TK10 và dùng những thân tre dài thì bà con nhớ đeo găng tay để đảm bảo an toàn khi sử dụng. Máy sử dụng điện một pha, motor 3kW dây đồng, được bảo hành chính hãng 12 tháng, lỗi được đổi mới. Khung sườn máy Takeo TK10 được bảo hành 18 tháng. Máy được thiết kế với hệ thống 15 búa đập bánh răng và 3 đĩa răng cưa, giúp nghiền nguyên liệu được nhanh và hiệu quả hơn so với các dòng máy cùng phân khúc trên thị trường. Bà con có thể xem máy nghiền thanh tre một cách rất là dễ dàng. Và sau đây, xin mời bà con cùng xem nguyên liệu của máy thành phẩm ra như thế nào nha. Nguyên liệu thanh tre nghiền ra rất là nhỏ và tơi xốp, giống như dăm bông thịt heo, giúp cho rúi ăn và hấp thụ chất dinh dưỡng rất là dễ dàng và tốt cho hệ tiêu hóa của rúi.